Mấy video chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì ở video này mình sẽ làm cái đoạn test nhỏ nhỏ về các loại microphone mà thường được hay sử dụng để dùng cho việc ghi âm. Thì các bạn có thể tham khảo cái video này để chúng ta có thể lựa chọn ra một cái sản phẩm thu âm phù hợp dành cho nhu cầu của các bạn. Thì ở những video test này mình sẽ để cái âm thanh chân thực nhất là không qua chỉnh sửa để cho các bạn có thể dễ dàng hình dung ra về giá thành, về cái chất lượng thu âm cũng như là cái khả năng thử noise của sản phẩm. Thì bây giờ trời đang là ban ngày cho nên các bạn có thể dễ dàng nghe được những cái tạp âm như là gió, về tiếng động con người, về tiếng xe. Thì từ đó các bạn có thể đưa ra được cái đánh giá phù hợp và khách quan nhất. Thì hãy cùng xem mình test những cái microphone nào nhé. Let's go! Thì trong video này mình sẽ chuẩn hóa cái âm thanh của cái máy ảnh của mình ở mức 8 bằng cách các bạn vào trong cái hộp toolbox này và volume setting chọn vào và chỉnh số 8. Ok, mình sẽ chuẩn hóa cái video ở mức 8 để các bạn có thể nghe và phân biệt so sánh nhé. Thì âm thanh các bạn đang nghe đây là âm thanh thu trực tiếp từ trong microphone trong cái máy ảnh của mình đang sử dụng. Thì cái máy ảnh của mình đang sử dụng hiện tại là Sony A7R2. Thì đây là cái microphone mà gọi là giá thành rẻ nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nó có sẵn trong máy rồi, thì chúng ta sẽ không cần phải mua cái microphone ngoài. Tuy nhiên thì cái chất lượng nó như thế nào, các bạn hãy cùng thử nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Và hiện tại là các bạn đang nghe tiếng thu âm trực tiếp từ microphone Tuckstar PC K200, một cái thiết bị thu âm mà thường được các livestreamer sử dụng. Thì khi sử dụng cái microphone này, các bạn phải sử dụng qua một cái bộ khuếch đại tín hiệu 48V. Thì cái bộ khuếch đại này thì nó kết hợp với cái microphone thì nó hơi là rườm rà một tí xíu. Tuy nhiên thì nó sẽ cho các bạn cái chất lượng âm thanh như thế nào, cái khả năng lọc âm thanh như thế nào. Thì xung quanh mình thì hơi nghe văng vẳng tiếng karaoke rồi, thì các bạn có thể tự đánh giá cho mình xem nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Và đây tiếp tục là một cái microphone giá rẻ khác đến từ hãng Boya M1. Thì các bạn có thể nghe thử cái thu âm, chất lượng thu âm của nó như thế nào. Thì cái microphone này thì nó là loại microphone cài áo, thì các bạn có thể dễ dàng cài trên áo của mình. Vì vậy mình sẽ test nó ở vị trí gần trước, sau đó mình mới test ở vị trí xa. Thì bây giờ cũng nghe là một số đoạn karaoke từ xung quanh rồi. Thì khi sử dụng cái microphone này, các bạn lưu ý giúp mình là chúng ta sẽ có một cái lựa chọn là sử dụng cho smartphone hoặc là cho camera. Thì nếu các bạn sử dụng với camera thì chúng ta phải bật lên chế độ camera thì mới có thể thu tiếng được nhé. Thì bây giờ mình sẽ cùng test thử xem nào. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Thì đây là mình sau khi đã gắn cái microphone ở vị trí cách xa mình là 2m, thì mình sẽ cùng test xem cái thu âm của nó như thế nào nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Thì âm thanh các bạn đang nghe đây là âm thanh chưa chỉnh sửa của cái microphone định hướng Tuckstar SGC598. Thì microphone định hướng là microphone sẽ thu cái tiếng ở nơi mà cái microphone chĩa vào. Thì mình đang đứng ở khoảng cách khoảng 2m so với cái microphone. Thì xung quanh mình đây cũng nghe những cái tiếng karaoke nhỏ nhỏ xa xa rồi. Thì các bạn có thể đánh giá thử xem cái chất lượng thu âm của cái microphone này là như thế nào nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Trên tay mình đây là một cái microphone mà có lẽ là ít các bạn nghĩ đến nó nhất. Đó là cái microphone mà các bạn sẽ thấy các hướng dẫn viên du lịch sử dụng với cái loa bé tí của mình hoặc là những cái máy trợ giảng. Thì cái microphone này thì nó giá là khá là rẻ, thì khoảng 20 ngàn mình mua ở các tiệm computer. Thì nó sẽ mang cái micro như ở đây và các bạn sẽ móc ngược qua tai. Và chúng ta sẽ cùng test thử cái chất lượng thu âm của nó như thế nào nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Và bây giờ là mình cũng test ở cái khoảng cách 2m để xem nó có thu âm được những cái gì mà mình nói không nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
QRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 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 Thì hy vọng với những cái test nhỏ như vậy thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái loại microphone phù hợp với nhu cầu của các bạn cũng như là phù hợp với cái giá thành sản phẩm mà các bạn mong muốn. Và hy vọng các bạn thích video này và đừng quên nhấn like và subscribe cho mình nhé. Bye! Các bạn hãy nhấn like và comment nếu video này hữu ích. Và đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như là nhấn vào